Với tem chủ nhà Út Thời hả? Út Khởi chủ nhà hả? Nãy giờ không biết. Đây là tôi nha mọi người. Không thấy đây tôi lui à. Tem Út Khởi và chủ nhà các bạn. Anh đi ra. Em có xuống tại em chưa có đủ tài. Đập bóng tốt. Điểm 1-2. Bỏ bóng tốt 4-1 cho tem Út Khờ. Khờ hay không mình không thấy nhưng mà các bỏ bóng rất là thông minh nha các bạn. Nghe đánh chưa nghe? Nghe đánh chưa? Đánh rồi. Đã ăn hết trận rồi. Không yêu không em muốn bỏ. Đội nào bỏ thuốc bỏ không được thì nó thật. Bỏ được nửa tháng không lại. Giờ anh cũng khỏi nhẹ. Lắc đi đám rồi. Tiêm xe chứ. Mình muốn tiêm xe. Mình muốn. Nghe nuôi nè. Nuôi nè. Bỏ bóng trống. Điểm chủ nhà 3-6. Ký 1, ký 2. Đẹp. Cái nào là cái bạn? Cái bạn là dây đen luôn, dây đen luôn. Dây đen. Dây đen qua xài lúc này. Pin đó luôn hả? Còn dây trắng thì qua đen. Đen qua trắng, trắng qua đen. Khi cho máy giữ nhiệt lại đó. Thằng quạt nó phải xài cũng bự. Nó xài pin hao hơn. Còn điện thoại nó còn cầm á, mình sạc nó giữ hoài. Bữa hổm bên trận chung kết đó không? Trận chung kết tới thua nhưng mà trên điện thoại sáng trưng không? Có thêm ánh sáng gì không? Mình cộng thêm chút. Dung lửa hả? Không đó, mình chỉnh sáng lên chút. Mà điện thoại đang ngổ nghe, trời mưa mà vừa dứt xuống ra không? Bỏ sáng bân. Sáng luôn. Thấy từng người từng giọt nước mưa luôn không? Không, có nghĩa là mưa vừa hết xuống á mà mình đánh tiếp á nha. Là cái mà cái trời, cái không gian trời sóng chẻo. Ừ. Thôi trời nắng nè, trời nắng quay thoải mái luôn. Mà trời ui chỉnh mệt lắm. Bóng ngoài. Chín sáu. Bóng chạm tay. Điểm 7-9 cho chủ nhà. Bóng vẫn còn. Đóng chẳng luôn.
Điểm 89. Thôi. Dính rồi. Hai chạm ơi, hai chạm. Cho nó dính kỹ luôn. Dính gõ dính luôn á. Bóng còn. Bóng còn. À đây. Được chưa? Lợi kỹ thuật. Bên Úc Hờ đang thiếu sự kết nối nha các bạn. Ô bên ba bóng tốt. Điểm chủ nhà 11-9. Đã nhìn thấy ý. Chắn bóng tốt. Điểm chủ nhà 12-9. Quả xuống rồi. Ủa, bậy. Bỏ bóng tốt. Bỏ bóng tốt. Điểm chủ nhà 13-9. Điểm 13-9. Quá tốt rồi. Đã không tốt. Điểm rất là 10-13. Bóng co. Chặn bóng chạm lưới. Điểm 14-10. Quá bóng tốt. Quá tốt các bạn ơi. 15-10 luôn hả? 15-10. Bóng đâu, bóng đâu. Điểm cuối cho chủ nhà nha mọi người. Quán em vô sao? Để tem trước mà. Còn mẹ nó cũng đâu được chơi. Được. Nó đi giống như nó đi nghiệp vụ hiểu không? Thằng này hơi chạy nè. Nó vẫn đi nghiệp vụ mà, nó vẫn muốn đi đánh muốn mà. Tao kiện bãi biển thì không chịu thì tao kiện cọp. Tao kiện cọp. Chứ tao kiện bãi biển. Biển chưa vinh quýnh rồi. Trời ơi. Sợ ai quá theo. Nhưng mà cái gì nhiều bự á. Còn mày cứng quá, mạnh quá, mày hứng xung gì cũng vậy à. Gặp em nó kiện cho chơi hết á. Mà sự mấy người đây ở ngoài đúng không? Ở nhà đang yếu quá. Bóng ngoài. Mà muốn cỏ sát luôn á. 13-15. Còn thì bẻ gọt. Đúng không? Thua bỏ, ăn thua bỏ, có gì đâu. Đấy. Quá hay. Một pha bỏ bóng rất là thông minh nha các bạn. Chủ nhà dẫn trước 1-0. Xích 2 giữa chủ nhà và Úc Hợp. Long, thằng Di với Hương. Em ở đây được rồi. Chết rồi. Sao ra. Điểm 1-0 cho chủ nhà. Chủ nhà đang lên nha các bạn. Đang hưng phấn nha. Đập bóng tốt.
một đêm. Đâu thấy. Nói chung cũng hết giải về nên nó bình thường cái gì đâu. Bỗng còn thủ tốt nha mọi người. Quả xuống ngoài xếp hai này. Kết thúc ai? Bóng lố bỏ bóng tốc. Hai đều. Hai đội đang xuống nha mọi người. Nhiệt độ trận đấu đang sôi nổi. Đập bóng tốc 3-2 cho chủ nhà. Có thời đi Campuchia không? Đếm được. Nhà có hai vợ chồng đứa con mình đi. Cũng muốn đi lắm, có nhiều người kêu á. Nhưng mà đi cũng được. Có hè á. Nhưng mà đi phải làm basketball nữa. Bây giờ làm được đấy. 2.5 hả? 2.5 đâu 3.8 á. 2.5 à, làm dịch vụ luôn á. 2.5 ngon vậy. Bữa nào đăng ký làm cái à. Anh biết con ăn tỉnh không? Ê đừng mà đã móc mà còn đứng cho camera ra nữa. Đối diện với công an tại quán tiệm bán nước mía. À, chỗ gửi xe. Đúng rồi, sửa xe. Thì chỗ bên rửa xe, kế bên là sửa xe. Có chị đó là xíu bóc bò đi. Tiền ghế tờ 150 với tiền công 100. Ngon. Yeah, em với cháu rồi. Hình 34 hả? Ba bốn hai tờ với giấy căn cước. Cái kia làm thứ sáu tờ rồi á, tờ đưa cho nó luôn á. Bữa nào có dịp lên gửi làm cái ha. Nó lên nó làm em rồi, em làm cái đó mà. Em làm hộ đó mà. Làm hộ chứ đó, nhưng mà em đâu phải em trực cái đó hoài đâu. Vậy làm nó luôn mà, mới vô làm món là gì chứ đó. Dạ, nó làm ba tháng á. Bóng có. Giấy cà xanh không? Con cứu với hình đâu hả? Ừ. Có gì nữa không? Ừ. Có hai thứ hả? Nó chứng cho mình chẳng hết luôn. Chủ nhà đang lên, dán đi. Lỗi kỹ thuật. Đâu cái đó có dính đâu. Thôi mà. Nè, thao lưới ra. Sát tường nè, mát nè. Trong đây nè, mát đấy. Tạm nhiều hơi. Bóng ngoài. 8-6 nghiêng về chủ nhà. Đánh Thăng Long à. Có Thăng Long, đánh Thăng Long hả? Quá tốt rồi. Bóng đẹp nha mọi người. Đội điểm 7-8. Đi trận nhưng không đủ tiền xanh. Nguyên một giải luôn á. Một giải vô hết. Đi chủ yếu gặp anh em thì không đủ tiền xăng mình hết. Cái chi phí gì nọ tính vô chứ, mà phải tính vô tiền xăng là ví dụ như quanh xung quanh tỉnh mình là đi về 50.000 nè, rồi ăn uống phải mua bánh, mua đồ ăn theo là hết 30.000 nữa, 80 mà về
chúng có clip nào mà nó bị báo cáo là không có tiền chết hả? À? Đâu đâu có đủ tiền, dạ, không đủ 100 ngàn nữa. Cái giống à? Không được. Là bình quân là một tháng là bao nhiêu tiền? Một tháng giỏi lắm 400-500 ngàn, không tới. Cao tay là 300. Bằng tháng đi 4 lần 300 sao đủ. Tính coi, một từ một ngày đi là 100 ngàn. Mà một tháng không tới 300 ngàn. Một tháng mà đi 4 lần, một tháng không tới 300 ngàn nữa. Chủ yếu thì đi ấy thôi. Còn ví dụ như kênh lớn thì nó mình không có nói được, còn kênh mình nhỏ đã đăng lên đâu có nhiều coi, đâu có nhiều người coi coi. Mấy trăm, số trăm là cao, có clip trăm mấy nữa. Dĩ biến sao? Tại vì mình chè nhạc á, mà không chè nhạc thì không được. Không chè nhạc thì nó đói luôn. Không chè nhạc thì nó báo cáo đói luôn. Tại mình chửi thề nhiều quá. Hả? Dàn giáo á, quay nó cũng dính hả? À, dàn giáo nó chửi thề cũng dính hả? À, không dám đâu, máy này nó hút dữ lắm. Rồi chèn nhạc bởi vì nó làm biến coi, nhưng mà không chèn nhạc thì không được. Cắt sao mình hỏi ngừng ấy, tại vì cái điểm số mình điểm cái nữa. Rồi tiếng kèn này kia nữa, nó đâu có đều nhau. Nó ví dụ bóng gớt á, mình đâu có chèn chỗ bóng gớt được, cái đó còn lâu chết nữa. Chỉ có chèn nhạc thôi vô thôi chứ không có cách nào á. Đó, thí dụ nó đang chửi thề như đó rồi đấy, lát cái chửi đó. Còn ví dụ người ta đang nói chuyện mình đâu nói được. Kể vô nè, không kể thua nha. Nhạc là nhạc, mới nặng nhạc này dính nè. Còn thí dụ nhạc của mình chèn vô á là mình có sử dụng nhạc của mình rồi đó, không dính. Có nghĩa là nhạc riêng của mình á, ba trái đều luôn. Mình kiếm nhạc nào không có được quyền á. Bởi vì có một cái nhạc đó chèn hoài là có nhiêu đó. Hết chỗ này tới kia, tới này kia có nhiêu đó. Mà YouTube nó không cho kiếm tiền á, không cho kiếm tiền mình đi công thông rồi. Nó báo cáo là không được mà kiếm tiền, tại vì ngôn từ nó sử dụng là ngôn từ thiếu văn hóa đó, mình chửi thề. Nghe còn coi cái từ mà ngon rồi nó bị dính không? Không, bình thường nó nói chung là ví dụ như những từ tục tiểu á. Còn ví dụ như mình nói tiếng Khmer á, nó không biết ngôn ngữ. Còn thí dụ mình nói tiếng Việt thì nó hiểu đó. Đi quay máy giải mà giải cho Nam á kia dễ, hai đội qua nhau kìa. Set 3 giữa chủ nhà và ông Khờ. Ấy da, bay quá bay vậy. Điểm một đều. Ly chờ được. Đập bóng tốt. Ủa đi.
tốt cả ba và điểm cho chủ nhà ba hai. Bỏ không còn kịp không, vẫn còn kịp nha. Bóng còn bóng tốt, ngồi dưới lấy hơi đá hả. Điểm 4-3. Bóng còn, bóng vẫn còn. Quá hay rồi. Hai. Điểm 5-6. Hay thiệt. Quấn cái ngay bể luôn. Nãy giờ không kêu tôi cũng bể thôi. Ừ. Thông báo cho chủ sân tại Vinh. Không có ghế là lấy lượt rồi đó. Bóng con kết thúc. Trời ơi, tiếc quá, quật xuống là ăn rồi. Đập bóng trong lưới. Tám năm. Bóng lỗ. 9-5. Tạm nhiều thế. Ăn đậu. Giao lóng. Đã hết. Để cho đại quân quốc cà 6-9. Đập bóng tốt. Bóng nhập hai ngoài.
lại để bỏ vào 8-10. Đập bóng tốt. 11-8 điểm cuối. 11-8. Bóng còn. Có bóng tốt. Điểm đấu cao 9-11. Đỡ điểm 9-11. Quánh bảy ly nước luôn à. Rớt cái bóp em. Không phải rớt mà để xuống đừng cho ướt. Quá ghê. Kết thúc tốt. Chủ nhà thắng chung cuộc 2-1 các bạn.